chiều 27 tháng 1, Thảo Dân cùng bộ sổ của Táo Quân bao gồm Ngọc Hoàng Quốc Khánh, cô Đỗ Công Lý và Táo Kinh tế Quan Thắng cùng nhau tới chúc mừng nhà thiết kế Dân Trần ra mắt bộ sưu tập án dài truyền thống. Trong khi Thảo Dân hào hứng chọn những chiếc án có màu sắc tươi tắn, mang hơi hướng hiện đại thì bộ sổ Táo Quân lại yêu thích với những chiếc án dài có phong cách truyền thống. Cô Đỗ Công Lý đặc biệt yêu thích với những chiếc khăn có hoa văn nhã nhặn và những chiếc án trần bông đầy hoài cổ. Nhà thiết kế Dân Trần hào hứng chia sẻ với các nghệ sĩ về những xây dựng án dài truyền thống. Sau khi được nhà thiết kế Dân Trần tư vấn, bộ sổ Táo Quân đều lựa chọn được những chiếc án ưng ý. Mặc dù đang trong thời gian ghi hình Táo Quân, song các nghệ sĩ vẫn tranh thủ thời gian nhàn rỗi để cùng nhau đi dạo, chuẩn bị đón